đưa người ta đi một cái vòng nó xa quá trời xa luôn. Mà đàn ông thì người ta đâu có quan tâm tới mấy cái chuyện đánh lộn lão trên mạng xã hội làm chi. Không có chị, cái đó cũng là cái để mình biết có thường xuyên cập nhật tin tức hay không, có theo dõi những chuyện xung quanh của mình hay không. Đàn ông người ta lo sự nghiệp, người ta đâu có lướt Facebook nhiều như mình. Không, nó mốt muốn hỏi gì em hỏi thẳng vấn đề. Đừng có đưa người ta đi vòng. Sang dạo này mắc lắm. Sang dạo này mắc lắm. Xin mời nhà gái. Chào nhà gái, mời nhà gái ngồi. Mời nhà trai. Xin mời nhà gái giới thiệu về mình nè. Dạ, em xin chào chị Ngọc Lan, chào anh Quyền Linh và chào bà Nam bên kia và chào tất cả mọi người ạ. Em tên đầy đủ là Trần Thị Sen, năm nay 28 tuổi, hiện đang sống và làm việc tại Bình Dương ạ. Mời nhà trai. Xin chào Quyền Linh, chào Ngọc Lan và chào quý vị khán giả. Em tên Mai Nguyễn Trường Giang, sinh năm 1991, hiện đang sinh sống và làm việc ở Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Em làm bên nhân viên dịch vụ Comic, quận Tân Bình. Sen có ưu điểm khuyết điểm gì? Ưu điểm của em là dễ thích nghi, biết lắng nghe, ham học hỏi, nhưng mà hơi nóng tính, để lâu lâu tính hơi kỳ. Hơi kỳ là sao? Hơi cố chấp, kiểu như em thích làm cái gì là em sẽ làm bằng được, nên là nhiều khi sẽ làm cho người ta khó chịu. Làm gì là làm cho bằng được thì nhiều khi nó cũng hay chứ, cái này không phải là khuyết điểm đâu. Đó, nhà gái của chúng tôi vậy thôi, hơi nóng tính với lại làm gì là phải làm cho tới nha, đừng cản. Ưu điểm khuyết điểm là gì em? Ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng, nhiệt huyết trong công việc. Còn khuyết điểm của em là cũng nóng tính, có hút thuốc mà ít chứ không nhiều. Trường Giang có trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, em trải qua 2 mối tình. Dài nhất là bao lâu em? Dài nhất là 1 năm mấy. Năm mấy, còn ít nhất là bao lâu? 2 cái cũng như nhau. Như nhau luôn. Năm mấy hết là 3 năm, có kinh nghiệm 3 năm yêu nhau rồi. Nhưng lý do sao mà 2 mối tình đó mình chia tay vậy? Cũng gia đình không cho. Rồi, một mối gia đình không cho. Mối thứ hai? Mối thứ hai là hai bên cũng không hợp tính cách. Rồi. Thì do bạn nữ bên kia không hợp tuổi cái bạn chấm dứt. Tức là gia đình nữ bên kia không cho? Không, nói ra là không hợp tuổi. Không hợp tuổi. Mình không có cách nào thuyết phục luôn hả? Do quyết định của bạn gái thôi. Trời, tội nghiệp quá ha, đợi em Trường ghê. Sao được tình duyên đây sao? Chào em gái. Dạ, em chào em. Em chỉ có một mối tình chính thức thôi ạ. Mấy năm? 3 năm. 3 năm, vậy bằng đây 2 mối. Bao nhiêu mối không quan trọng, quan trọng là thời gian để có được kinh nghiệm tình trường nó như thế nào mới là quan trọng. Đúng rồi. Em quan trọng là chất lượng ạ. Quan trọng chất lượng. Nhưng mà sao 3 năm chất lượng nó thay, sao thay đổi vậy? Tại vì thời điểm đó em cũng mới ra trường, với lại em có chia sẻ là nhà của em theo đạo. Thì khi mà anh đề cập đến kết hôn thì em cũng có nói là anh sẽ theo đạo của em, nhưng mà anh không chấp nhận. Thì em nghĩ là quan điểm nó không có giống nhau thì em chủ động dừng lại. Hỏi nhà trai bên kia luôn đi. Sao em? Cái dù theo đạo đó được không? Thì bây giờ hỏi với bạn nữ đạo ai nó giữ chứ? Nếu như mà có thể hòa hợp được trong cuộc sống thì có thể cũng được. Đó, coi như mình tạm vậy đi. Em có mong muốn người bạn trai mình sẽ có những cái tính cách như thế nào nè? Nói chung là em thích một người có ý chí, có khát vọng một chút. Với lại nói chung là một người có thể lắng nghe được em nói chuyện. Nghe thì nghe đó. Nghe thì nghe được thôi chứ cũng đâu có vấn đề gì đâu. Ngoại trừ em nói chuyện khó hiểu quá thì người ta không hiểu thôi. Không phải ạ. Ý em là cái chuyện lắng nghe người khác nói chuyện nó cũng quan trọng ấy. Thì em hy vọng là người đó biết lắng nghe, với lại cũng biết quan tâm, chia sẻ và hiểu chuyện. Rồi. Em có hay lắng nghe ai đó, em nghe cố gắng em lắng nghe người ta nói hết câu chuyện không? Có. Nếu mà đúng chuyện thì sẽ nghe. Rồi. Đúng chuyện sẽ nghe thôi. Anh nghe được tiếng của Nghệ An không ạ? Tiếng Nghệ An thì có lúc nghe, có lúc không. Nếu mà dễ nghe không sao cả. Anh nghĩ sao về con gái Nghệ An ạ? Nói chung là tùy tính cách mỗi người. Con gái Nghệ An, nhưng mà cho gì mình tiếp xúc thì mình mới biết được tính cách như thế nào. Thật ra giọng Nghệ An dễ thương lắm em. Em nghe dân ca ví dặm là em nghe em khoái liền, thích liền. Thấy không? Giữa mạc Tư Khoa nghe của Hòa Nghệ Tỉnh, nghe những bài hát đó tự nhiên em thấy giọng của con gái Nghệ An nghe đã lắm. Mẫu lý tưởng của em là cái gì? Cao ráo, mập ốm như thế nào? Nói chung là em nếu như mà quá đẹp trai thì có lẽ không dành cho em, nhưng mà em thích một người có ngoại hình ưa nhìn xíu. Ưa nhìn thôi đúng không? Để chị qua chị nhìn bên kia coi chị có ưa không nha. Bên đây nhìn nó quan trọng ưa không đó, đúng rồi, qua nhìn đi. Hả? Dạ chào nhà trai. Chào em. Chào em. Ưa đó. Ưa không? Ưa, qua nhìn cái là ưa.
dễ thương, tao hiền lành. Đúng rồi, giao diện vậy thôi chứ muốn gì nữa. Tiêu chỉ chọn bạn gái của anh là như thế nào ạ? Biết cách cư xử và đối nhân xử thế, rồi cùng nhau biết chia sẻ, quan tâm cho nhau là đủ. Ừ, vậy thôi, đơn giản. Giữa tình yêu và sự nghiệp thì anh quan trọng cái nào hơn ạ? Giữa tình yêu và sự nghiệp em chọn sự nghiệp. Nếu mà có sự nghiệp thì mới đến tình yêu. Em thấy sao? Em thì khá là khác. Tình yêu đối với em giống như là mẹ, sự nghiệp đối với giống như là ba. Nên em không có thích ai ép em vào ngận ba cả. Hả? Là sao? Có nghĩa là phải cân bằng cả hai chuyện đó. Mình không nên đặt nặng một cái mà bỏ bê cái còn lại. Em hỏi dài người ta quá à. Thật ra sự nghiệp đàn ông mà khi chưa có gia đình thì sự nghiệp hết sức là quan trọng em mà. Đúng rồi. Nếu mà đàn ông mà có sự nghiệp đi lấy vợ là coi như hỏng luôn. Nói mình phải có sự nghiệp trong tay cái đã. Cái đó là quan điểm của người đàn ông. Nếu mà em cần một cái tình yêu nó nhiều hơn á, thì em phải hỏi vào lúc đã kết hôn rồi. Thì người ta sẽ chọn gia đình. Còn khi chưa kết hôn giống như là anh Quyền Linh nói vậy đó, là người đàn ông họ sẽ chọn sự nghiệp. Đó là chuyện đương nhiên rồi. Giờ không có một cúp liều tranh hay quả tiền vàng đúng gì đâu. Đúng rồi, chính xác. Em gái đi với ai vậy? Em đi với một chị gái của em. Rồi, chào em gái. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chị Ngọc Lan và các vị khán giả ở đây. Chào em. Em là bạn của Sen. Nó không có chịu đăng ký chương trình đâu mà em ép đi á. Cũng rất là mong hai bạn có thể có cơ hội được tiếp cận rồi làm quen với nhau. Trao đổi với anh bên nhà trai thì em thấy anh này cũng khá tương đối là hợp với em gái để có thể tìm hiểu. Rồi, cảm ơn em. Nhà trai đi với ai cơ? Nhà trai đi với chú. Dạ, dạ chào nhà trai ạ. Bên đây thì chú nhìn thấy là coi như là cô xinh. Nói chung là hai bạn cố gắng là coi như cho trao nhau cái cơ hội để coi như là tìm hiểu nhau. Còn mấy cái vấn đề mà về tôn giáo hay là quan trọng trái tim mình. Đúng rồi, quan trọng trái tim mình thôi. Được rồi, bây giờ thôi hai bạn trẻ gặp mặt rồi nói chuyện chứ giờ mình cũng chưa biết sao đúng nha. Đúng rồi, mở rào. Hôm nay mình có một món quà. Dạ, tặng em có món quà tặng lại em ạ. Rồi, chúng ta trò chuyện đi nào. Lần đầu tiên trong cuộc sống mình gặp mặt nhau đó các bạn. Em ở Bình Dương mà em ở khúc nào? Em ở Thủ Dầu Một ạ. Thủ Dầu Một, anh ở Tân Bình. Em làm công việc như thế nào? Em hiện tại đang là quản lý phòng marketing cho công ty ở Bình Dương ạ. Anh làm bên lĩnh vực gì vậy? Làm bên chăm sóc cây cảnh. Làm chăm sóc cây cảnh nó yên bình, nó nhẹ nhàng lắm á. Dạ. Rồi kiên nhẫn nữa đó. Gần đây anh có theo dõi mạng xã hội không ạ? Cũng ít lắm. Nhưng mà anh có biết những vụ đánh ghen trên mạng gần đây không ạ? Không có quan tâm về mấy chuyện đó cho lắm. Tại vì mình chưa có gia đình, nhưng lại mình cũng không có đi chơi nhiều cho nên cũng không có để quan tâm mấy chuyện đó. Anh cũng ít cập nhật tin tức mới đúng không ạ? Sao mà em lại hỏi bạn trai có liên quan đến mấy vụ đánh ghen trên mạng không là sao? Thì em muốn hỏi là anh suy nghĩ như thế nào về những cuộc đánh ghen đó? Nằm trong cái câu chuyện mình mới biết được chứ con không nằm đâu có biết được. Nói chung là chỉ đi làm về, rồi đi cà phê với bạn bè, đi chơi bạn bè xong rồi về. Rồi. Mấy em mới quan tâm chuyện đánh ghen trên mạng chứ mấy đàn ông lo đi làm xong rồi về kiếm tiền. Có... mấy chuyện đó mấy chuyện của mấy bà phụ nữ hay ngồi bàn tán với nhau. Mấy ông hay coi đá banh trên mạng chứ. Đúng rồi. Ai coi đánh ghen trên mạng lắm. Nhưng mà chị chưa hiểu mục đích của em để hỏi câu đó là gì á. Em sợ hay sao? Không phải là em sợ, nhưng mà em muốn biết là suy nghĩ của bạn nam như thế nào về người thứ ba. Đó em hỏi vậy đi, suy nghĩ của bạn nam như thế nào về người thứ ba? Một người bạn thân, ta đã có gia đình thì rủ đi chơi còn đi cũng có đi chơi này nọ bình thường. Còn mà không thân á, thì đã có cặp gia đình đi rủ đi chơi thì em cũng tránh né chứ em mất đi lắm. Em bây giờ em đi mấy cái đó. Vậy quan điểm của em về người thứ ba như thế nào? Em thì quan điểm là người thứ ba chỉ có thể chen chân vào khi một trong hai người cho phép. Nếu như mà một trong hai người đã cho phép thì chắc chắn là mối quan hệ đó có vấn đề không thể cứu vãn. Mục đích của bạn nói là sau này hai đứa mà có quen nhau, nói chung là quan điểm về tình yêu của bạn đó là như vậy. Nên là khi mà đã mối quan hệ không cứu vãn nữa thì thôi cứ muốn làm gì làm, muốn đi đâu đi. Đúng không em? Dạ. Mục đích của em là vậy đúng không? Dạ. Mà em đưa người ta đi một cái vòng nó xa quá trời xa luôn. Mà đàn ông thì người ta đâu có quan tâm tới mấy cái chuyện đánh lộn lão trên mạng xã hội làm chi. Không có chị, cái đó cũng là cái để mình biết có thường xuyên cập nhật tin tức hay không, có theo dõi những chuyện xung quanh của mình hay không. Đàn ông người ta lo sự nghiệp, người ta đâu có lướt Facebook nhiều như mình. Không, mai mốt muốn hỏi gì em hỏi thẳng vấn đề. Đừng có đưa người ta đi vòng. Sang dạo này mắc lắm. Sang dạo này mắc lắm.
Rồi bây giờ mình bàn cái chuyện đâu hẹn hò sao nè em trai. Hỏi bạn gái coi rảnh lúc nào đó mình lên mình đón bạn ấy đi chơi nào. Những ngày thường em đi làm còn cuối tuần em có rảnh vào ngày nào? Nói chung là em thì cũng không có nhiều thời gian rảnh, nhưng mà quan trọng là em dành thời gian cho ai thôi. Anh không đành cái khu bình dương cho lắm thì nhưng anh có thể trả đi nhân nơi khu vực khác, Cần Giờ hay Nhà Bè hay đi Vũng Tàu hay về Tân Bình chơi xem phim ăn uống, thì nếu em có thể đi. Nếu như mà mình có thể tiến tới hôn nhân thì chuyện em lo ngại đó là chuyện giữa mẹ chồng và con dâu. Thì nếu như mà giữa em và mẹ anh sẽ ra mâu thuẫn thì anh sẽ giải quyết như thế nào? Nếu như giữa mẹ chồng và con dâu mâu thuẫn thì anh sẽ tìm cách và giải hòa. Được không? Hợp lý không cưng? Hợp lý ạ. Rồi, nãy giờ là hẹn hò đó, sau khi chúng ta hẹn hò một thời gian cảm thấy đủ hiểu nhau, đủ tin tưởng nhau tới hôn nhân. Chàng trai hỏi cô gái bao lâu thì cho nhà trai qua? Bao lâu thì anh có thể qua nhà em để nói chuyện với mẹ em hả? Đúng rồi. Thời gian đó không quan trọng, quan trọng là ở bản thân anh thôi. Kết hôn sao? Ở đâu? Lập nghiệp ở đâu? Sau này sẽ tiến đến hôn nhân thì em có chịu làm dâu không? Hay là ra ngoài? Em nghĩ là làm dâu đó là chuyện đương nhiên. Cái đó là chẳng qua mình chọn cái cách chung sống như thế nào thôi. Chứ còn đã cưới chồng là làm dâu mà, đúng không chị? Đúng rồi. Nếu như ở chung cũng được, ở riêng cũng được, không vấn đề gì hết à? Bước tới nắm tay cô ấy. Đấy, chân đứng lên. Rồi, hai bạn nắm tay nhau. Nhìn thẳng vào mắt bạn gái. Anh và em đến đây là một cái duyên. Còn đến nãy không thì anh và em tìm hiểu. Hy vọng em hãy cho anh một câu hỏi để tìm hiểu em. Đến tới hôm nay. Dạ, em cảm ơn anh đã đi ngay đây ngày hôm nay ạ. Để tay vào nút bấm các bạn. Nãy giờ hai bạn đã nói chuyện với nhau rất nhiều rồi. Cô gái cũng đã có rất nhiều câu hỏi để hỏi chàng trai. Dường như là cô gái cũng đã sẵn sàng cho một cái mối quan hệ rất là nghiêm túc. Và chàng trai cũng đã đáp ứng được hết tất cả những câu trả lời của cô gái. Bây giờ việc của hai bạn còn lại đó là nhắm mắt lại, cảm nhận về những gì chúng ta đã trao đổi với nhau trong những cái phút giây vừa rồi. Đôi bàn tay chúng ta đã chạm vào nhau, ánh mắt chúng ta đã chạm vào nhau. Xem đó có phải là người mà chúng ta đang đi tìm kiếm hay không. Sẽ đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm của chị Ngọc Lan. 1 2 3 Hết thời gian. Chàng trai có bấm mà em gái không bấm. Lý do tại sao em gái không bấm? Em không có rung động khi đứng gần anh ấy. Vì vậy em chỉ có thể dùng phán đoán của mình để đưa ra quyết định thôi. Đúng đó. Hợp lý. Em hợp lý đó. Đàn ông mạnh mẽ lên xíu nữa, mà nói năng nó mạnh dạn xíu nữa. Phụ nữ á, họ nghe bằng lỗ tai nè. Đây là một người rất là hiền lành. Dạ. Chưa có va chạm nhiều lắm, em không biết cách thể hiện. Đúng rồi. Thật ra bạn ấy không biết cách thể hiện bản thân của mình thôi, chứ bạn ấy là người tốt đó. Hai cặp này mà về với nhau là đây là kèo trên. Đúng. Bên kia kèo dưới. Nên em đã vụt mất một cơ hội làm kèo trên rồi. Dạ không ạ. Em ở ngoài em cũng là một người tự lập, vì vậy trong nhà em thích dựa dẫm hơn là phải đứng lên làm một người đàn ông trong nhà. Nhưng mà nên mạnh mẽ chút xíu nên em trai. Đúng ha. Đúng rồi, chàng trai hôm nay là hơi, cái hơi gì yếu đuối quá. Đúng rồi, cái gì em cũng có hết, chỉ có là em hơi thiếu may mắn thôi. Đây là thép Vida KOA, tinh thần thép. Dạ, em thì qua em một mối tình là chị cách đây 3 năm. Em quen người đó thì nói chung là hơi gia trưởng với lại hơi lăng nhăng cho nên em không có tiến xa được. Em chia tay đây cách đây 7 năm rồi. Thì hai bên gia đình là không có hợp với nhau, rồi qua hỏi nhà gái không chịu. Rồi về bên nhà em má em rồi đó cũng khó lắm rồi, không chịu. Cho nên là hai đứa cũng lục đục cái chia tay chị. Là giờ quyết tâm của bạn gái rồi không? Dạ quyết tâm. Vậy giờ anh mong muốn có một người bạn gái như thế nào? Dạ bạn gái thì nói chung đơn giản thôi, biết lắng nghe cái lo gia đình là được. Mời nhà trai. Mời nhà gái ạ. Chào cô gái. Mời cô gái ngồi. Ưu tiên nhà gái giới thiệu trước đây nào. Dạ, em chào chị Ngọc Lan, em chào anh Quyền Linh, chào quý vị khán giả và bạn trai bên kia. Em tên là Phan Thị Tuyết Nga, năm nay em 37 tuổi. Em đến từ Thủ Đức và công việc hiện tại của em là nhân viên văn phòng. Thủ Đức Nga ở với ai Nga? Dạ, em ở dưới gia đình. Rồi, mời anh trai. Dạ, em tên là Nguyễn Hết, em sống ở Thủ Đức luôn. Nói là làm công việc ở Thủ Đức Quân 1. Nghĩa là Thủ Đức luôn. Hết nói cho nhà gái biết ưu điểm, khuyết điểm của mình đi hết. Ưu điểm của em là
Với điều gì là công việc tay chân em nhìn sơ qua là em làm được hết. Pháp làm công việc gì là chính? Dạ em làm công việc chính là chạy xe, nhưng mà những công việc nặng nhọc khác là em sẽ nhờ em chạy xe. Chạy xe gì? Chạy xe nâng ạ. Xe nâng á hả? Dạ xe nâng. Nâng lên hết á hả? Dạ nâng hết. Chạy xe nâng hết còn làm gì nữa không? Chỉ kinh doanh phòng trọ ở nhà thôi, đơn giản thôi. Được mấy phòng? Dạ được 6 phòng. Tháng cũng được vài chục đúng không? Dạ em tới anh. Tháng cứ dở lắm chừng 6 triệu anh. Tại vì em lấy phòng trọ rẻ lắm. Có 1 triệu phòng hả? Dạ. 6 phòng rồi xài hết không? Dạ 6 phòng chắc xài không hết đâu. Gọi là để dành cưới, để dành cưới vợ. Dạ. Bạn hết có khuyết điểm không? Dạ khuyết điểm của em thì hơi nhút nhát kinh chuyện tình cảm, thì nếu mà gặp đối tượng là em ít nói lắm chị ơi. Vậy thôi hả? Dạ. Nhà gái nói về ưu điểm khuyết điểm của mình nè. Ưu điểm của em là người vui vẻ, hòa đồng, biết lắng nghe và biết quan tâm chăm sóc gia đình. Còn khuyết điểm của em thì nói chung là trước đám đông thì em hơi nhút nhát. Dạ, với lại hơi run chút. Hai bạn có hai khuyết điểm giống nhau quá à. Rồi bây giờ mình nói về tình trường đi, mình bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, em thì qua em một mối tình là chị, cách đây 3 năm. Em quen người đó thì nói chung là hơi gia trưởng, với lại hơi lăng nhăng cho nên em không có tiến xa được. Em chủ động nói chia tay luôn. Dạ. Nhưng mà quen nhau bao lâu? Dạ 2 năm ạ. Kinh nghiệm tình trường của nhà gái là 2 năm và đã chia tay cách đây 3 năm rồi ạ. Dạ em chào anh hết. Dạ chào chị. Đối tình trường thì em chia tay cách đây 7 năm rồi. Thì hai bên gia đình là không có hợp với nhau, rồi qua hỏi nhà gái không chịu. Rồi về bên nhà em má em rồi đó cũng khó lắm rồi, không chịu. Cho nên là hai đứa cũng lục đục cái chia tay chị. Ủa có mối tình một á hả? Dạ. Là giờ quyết tâm của bạn gái rồi không? Dạ quyết tâm. Vậy giờ anh mong muốn có một người bạn gái như thế nào? Dạ bạn gái thì nói chung đơn giản thôi, biết lắng nghe, biết lo gia đình là được. Đơn giản thôi. Dạ. Cái đó không có đơn giản, phức tạp. Qua tôi coi đơn giản là sao cỡ nào nha. Nhà trai qua coi mắt, trời ơi nhà gái dễ thương. Không đơn giản đâu, nhà gái bên đây là dễ thương lắm đó nha. Cái hình tượng nào về người yêu lý tưởng của mình hay người chồng tương lai của mình không? Dạ mẫu của em là giống anh Quyền Linh, là em mừng lắm quá. Vậy đó hả? Dạ. Mẫu này khó tìm lắm à. Trời ơi, hàng hiếm đó. Mẫu này lúc cũng được lúc không á. Lúc trời nắng khác trời mưa khác luôn á. Dạ em... Được ha? Dạ được. Cũng được đúng không? Đó. Anh hết cứ coi tôi sao là sống y chang vậy. Dạ. Thôi là được. Rồi em không thích điều gì vậy đàn ông? Em không thích người đó gia trưởng, lăng nhăng, hút thuốc. Kia không có gia trưởng rồi đó. Không có lăng nhăng không? Dạ không. Ta có mối tình có 2 năm, ta chia tay 7 năm nay không quen ai, lăng nhăng gì? Ta hỏi cớ lại nhiều khi giật mình cái trả lời thiệt ra. Không hết lăng nhăng nổi luôn rồi. Anh có hút thuốc không? Cái đó có, xã giao thì đúng là cũng có. Hút nhiều không? Dạ không. Bên kia người ta không thích hút thuốc. Có thể bỏ. Ok. Có thể bỏ được, rồi. Hôm nay Nga đi với ai? Dạ em đi với chị ruột. Rồi chào chị gái. Chào nhà gái ạ. Em chào Quyền Linh với lại chị Ngọc Lan. Dạ. Em đại diện hôm nay em đi với em của em tới chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Thì cũng mong em của em tìm được một người hợp để tính tới chuyện xây dựng gia đình. Nhưng em thấy anh hết bệnh sao? Thì nhìn ảnh cũng hiền lành, tính tình cũng vui vẻ, cũng được ạ. Dạ, cảm ơn chị. Em đi với ai? Dạ, đi với lại mấy bạn ở làm chung. Dạ, em chào nhà trai ạ. Trước tiên thì em xin chào anh Quyền Linh và chị Ngọc Lan. Dạ. Và bên đàn gái tất cả các ekip trong trường quay khán giả ở đây. Đi với bạn tới đèn hò đây là muốn cho bạn kiếm được một nửa của mình còn lại. Thì lúc ba mẹ bạn ấy mất thì còn có một mình, nên bây giờ thì mong rằng cho bạn kiếm được một nửa còn lại của mình. Ừ, tức là ở nhà con mình thôi đó hả? Dạ, giờ ở nhà con mình. Thấy bạn bên đây được không? Dạ, được ạ. Hả? Dễ thương không? Dạ. Trời, em thấy còn muốn bỏ vợ luôn á. Trời, em thấy còn muốn bỏ vợ luôn á. Trời đất ơi, trời ổng gan dễ sợ, máy bay quay cận mặt ổng liền. Chứng tỏ là cô này xinh chứ đúng không? Ừ, bây giờ mình mở rào thôi. Đúng rồi, mở rào. Tấn công hết số luôn. Có một bông hoa. Chào em. Bông. Cảm ơn. Gửi tặng anh chậu hoa. À, cảm ơn. Lần đầu tiên anh thấy em người phụ nữ rất dễ thương và rất hiền. Em tính gì nào kết hôn? Dạ em thì đã tìm hiểu thử từ khoảng một năm để coi tình cảm như thế nào. Nếu mà hợp quan điểm, cùng quan điểm mà đủ yêu thương thì em sẽ tính tới chuyện kết hôn. Dạ. Càng sớm càng tốt. Ví dụ mà em chấp nhận thì đăng ký kết hôn cũng được. Anh đang ở
phường Linh Xuân à? Linh Trung. Chạy xuống quốc lộ 13 là sao anh? Anh chạy khoảng chừng 25-30 phút. Hồi nãy là anh nói là lái xe nâng à? Ừ, anh lái xe nâng. Lái xe nâng cho công ty ha? Cho công ty. Rồi hiện tại là anh ở một mình vậy thôi à? Ừ, mà hiện tại giờ anh ở một mình, anh với lại căn nhà trống rỗng chứ. Anh quan niệm về tình yêu như thế nào ạ? Thường thấy yêu thương nhau thiệt lòng thôi. Khi mình có gia đình rồi, mình sẽ chăm sóc gia đình thế nào, con cái thế nào, vợ con thế nào, mình dành thời gian thế nào cho gia đình. Anh hãy nói cho Nga biết đi. Khi đi làm về thì dành thời gian cho vợ là 6 ngày. Còn ngày chủ nhật thì buổi sáng thì dành cho bạn bè uống cà phê chút xíu rồi chút trưa về với vợ con. Một sáng chủ nhật uống cà phê với bạn, dắt vợ theo uống luôn. Chứ nếu vợ không tin tưởng thì cho vợ theo. Không phải không tin tưởng mà đi theo cho vui. Tự nhiên ta đòi đi theo cái nghĩ ta không tin tưởng. Ý tưởng anh vậy được không? Dạ được hả? Rồi em thích trai đầu lòng hơn gái đầu lòng gì đó. Hỏi đi. Ở vậy ngay vậy thích lúc mình đám cưới rồi thích ai thích trai đầu lòng hơn gái đầu lòng em? Con thì giống như là của trời cho, trai gái em đều thích hết ạ. Dạ. Rồi tiền bạc ai quản lý, mình giữ tiền hay giờ giữ tiền bàn luôn đi? Thì nói chung là nếu mà tiền bạc thì về chắc đưa thẻ về vợ giữ luôn. Nhưng mà quan trọng là tiền có vô thẻ không? Vô chứ, hàng tháng vô đều. Chứ tới tháng lãnh lương, lãnh tiền mặt xong rồi cái đưa thẻ cho vợ giữ là giờ lãnh lương đều vô thẻ hết á. Vô thẻ hết, đâu đâu có tiền mặt được. Nó nói không biết thiệt, tại không lãnh lương tháng nên không biết. Rồi bây giờ 6 phòng trọ đó có giao cho vợ giữ không? Giao vợ quản lý, chiều cứ tới tháng 10 tây là cứ ghi điện nước xong rồi thu tiền thôi. Là vợ thu tiền ha. Coi như là tiền bạc đưa cho vợ hết ha. Vợ giữ hết. Trời ơi, ngon à, ngon à. Mối này ngon. Được rồi đó Nga, thấy được rồi đó. Bây giờ nhưng mà nói là giữ đúng lời nha. Trời, thanh niên mà nói lời phải giữ lời chứ. Không giữ lời mốt chiếu đoạn này lại cho coi. Bây giờ là anh hết biết tới nắm tay Nga. Bây giờ mình có 30 giây nhìn thẳng vào mắt nhau. Hết thấy Nga như thế nào và ngược lại Nga thấy hết thế nào? Em thấy Nga là người phụ nữ rất dễ thương, rất là hiền, gương mặt rất đông hồng. Đúng rồi. Cảm ơn anh. Chung là hôm nay thì mới gặp thì em cũng muốn em với anh cho nhau một cơ hội để tìm hiểu. Thì nếu mà hiểu mà đủ yêu thương hoặc đủ hiểu nhau thì sẽ tiến tới hôn nhân. Anh thì mình là bạn. Dạ. Bây giờ trong lúc này mình trao nhau những cái cảm xúc nè, Nga có thể hát tặng hết một đoạn nào đó. Em xin hát tặng anh bài Chờ Đông. Anh ơi có phải trời đang mưa, anh ơi có phải trời đã sang đông, mùa đông mái ân em đang chờ, mùa đông giá băng em đang tìm, tìm màu áo cưới cho em. Dù cho mắng sâu khi hừng hờ và dù năm tháng trôi mau. Dạ em xin hết ạ. Rồi về vị trí đi. Mời hai bạn về vị trí. Bây giờ mình để tay vào nút bấm đi anh hết. Đã đến lúc chúng ta đưa ra quyết định cho riêng mình nha. Nếu mình quyết định đây là một nửa mà mình có thể nắm tay đi suốt cuộc đời thì bấm ngay cái nút đó. Còn nếu mình thấy không phải, đây chưa phải là cái gu của tôi, đây không phải là người tôi thích, không cần bấm. Chuẩn bị. 1 2 3 Hết thời gian. Chính thức chúng ta đã hẹn hò với nhau rồi đó. Cặp này hình như là cách gặp nhau đó trong mơ rồi. Cảm xúc của hết thế nào? Cảm xúc em thì đang lần lần. Lần lần? Lần lần. Quyết định giao 6 phòng trọ không? Giao 6 phòng trọ. Luôn căn nhà của em cho luôn. Thấy mừng nhất là bốn người bạn đó nha. Ảnh ế lâu quá anh làm phiền mấy anh mấy chị dữ lắm phải không? Vậy là có dịp để ăn mừng rồi đó nha. Hôm nay không có gia đình của bạn Nga xem, nhưng mà anh nhìn vô máy truyền hình đó, coi như gia đình của Nga đang xem, là xin thưa những người lớn, thưa hai bác, tụi con xin phép và cho tụi con tìm hiểu nhau, hẹn hò với nhau, rồi con hứa cái gì đó nói đi hết. Dạ thì xin phép hai bên, hai bác trai bác gái, cho con với Nga được phép tìm hiểu nhau. Nếu Nga chịu và hai bác chịu thì con sẽ tiến tới hôn nhân, hỏi cưới Nga đó. Có chào chị một tiếng nữa chị. Hả? Dạ chị nhớ ủng hộ cho em giùm em về nói với Nga nữa. Được ha chị ha. Nó nhỏ quá là. Dạ ở Quảng Ninh ạ. À. Ở Quảng Ninh và làm việc tại Phú Quốc và Sài Gòn.
À, nhưng mà giờ hiện đang làm việc hiện ở đâu? Hiện tại á chị, hiện tại là chị đang sống ở đâu? Hiện tại bây giờ đang sống ở ngoài Phú Quốc ạ. Phú Quốc luôn. Dạ. Còn hiện nay thì anh trai anh Việt nè, đang làm việc tức là chăm sóc người bệnh ở đâu? Dạ, hiện tại bây giờ là ca của em nuôi ở ngay bệnh viện Chợ Rẫy anh. À, nuôi Chợ Rẫy. Dạ, coi như là trong cái miền Nam ra tới miền Bắc luôn, ví dụ như ai kêu chỗ nào em đi chỗ đó. Tức là nuôi mỗi người, người ta yêu cầu nuôi bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng đó? Dạ, coi như là người ta thuê mình nuôi á, chừng nào mà mình người ta xuất viện, người ta về, người ta hết mướn rồi mình đi về. À, nuôi bây giờ đang nuôi Chợ Rẫy là người lớn tuổi hay nhỏ tuổi? Dạ, người đó nay 92 tuổi ạ. Nam hay nữ? Dạ nam. À, dạ. Công việc này đòi chăm sóc người lớn tuổi mà là phụ nữ không? Dạ có. Bảy mấy 80 trở lên là em được quyền chăm sóc. Chăm sóc hết luôn? Dạ. Trời ơi. Tại nghề em làm nay là 26 năm rồi, năm 21 tuổi, năm nay 47 tuổi. Thương quá, công việc như vậy thì gia đình mình ở đâu vậy? Dạ nói chung là hồi đầu tiên thì gia đình của em ở Tiền Giang. À. Rồi sau này một thời gian sau thì về Bến Tre năm 80, năm 88. Ừ. Thì năm đó em mới có, hình như là anh nhớ là có 12, 13 tuổi gì đó. Cái năm đó là em có 4, 5 người em. Mà em nhỏ nhỏ không à? 9 tuổi, 8 tuổi, 6 tuổi, 4 tuổi, 3 tuổi. Ừ. Thì cái năm 8 mấy đó anh biết là nói chung là ở đâu cũng khổ hết trơn á. Thì cho nên gạo, đồ ăn uống, đồ sinh hoạt nó rất là thiếu thốn. Rồi mình đi làm thuê. Rồi em mới là đi xin vô làm tập dụng quán á. Rồi em làm, em lấy tiền về em nuôi cho mấy đứa em đó ăn học. Ừ. Với lại cho nó tiền cho mua gạo rồi trong gia đình á. Rồi tới năm 9, năm em 15 tuổi thì em về Cái Bè, ở quê nội á. Em xin vô quét chợ. Em quét chợ cho tới năm 17 tuổi thì em bị viêm son. Tại cái năm 90, 9 mấy đó, cái năm đó là bọc mũ người ta không có đựng. Người ta có người lụm ở trên à. Cho nên mỗi khi mình quét chợ cái toàn bộ ở dưới là đổ xá không vậy đó. Cái em bị viêm son. Thì em nhờ có cái bà Tư ở Sài Gòn từ thiện, bà cho thuốc uống đứt hết. Qua năm 18 tuổi thì em đi làm bốc vác nhà máy chà lúa. Rồi em làm tới năm 21 tuổi. 21 tuổi thì em, cái ông chủ máy chà bị bệnh sơ gan cổ trướng, em mới lên lầu 8 B3 của Chợ Rẫy em nuôi. Rồi từ bắt đầu từ khúc mà 21 tuổi đó em nuôi bệnh luôn tới giờ luôn. Thì nói chung là cái năm đó cũng gia đình cũng nhờ em đi làm, em nuôi hết tất cả luôn. Rồi. Nuôi tuổi thơ và đến bây giờ cũng rất là vất vả lắm. Dạ. Nhưng mà hiện nay gia đình mình ở nhà riêng mình ở đâu? Dạ hiện giờ thì em là đang ở trong công ty ạ. Công ty có nhà nghỉ cho em đó. À không có nhà riêng. Dạ em chưa có nhà riêng. À. Nhưng mà ở dưới quê em thì em còn cái nền nhà khoảng 200 mấy mét. Rồi. Nhưng mà em chưa có cất nhà nổi. Ở Tiền Giang hả? Dạ. Ở huyện nào? Em ở huyện Cái Bè. Rồi. Đó. Tình hình vậy là chắc chắn là những cái điểm mạnh của anh Việt á là rất là nhiệt tình, kỹ lưỡng ha. Dạ. Rồi thương người nữa. Dạ. Kiên nhẫn nữa. Dạ. Rất là nỗ lực trong cuộc sống đó. Anh thấy mình có một cái tật xấu gì không? Tật xấu của em thì nói chung là em thì nói chung là hơi nhẹ dạ, hay thì xúc động, ưa xúc động dữ lắm. Nhiều khi em thấy những cái hoàn cảnh, những ai thấy những cái gì khổ, hoặc là em nuôi bệnh mà em thấy cái giường kế ca kế bên mà bị coi như là bị con mà nó la mẹ hay la cha gì, cái em làm như là trong cái lòng em muốn chảy nước mắt, em muốn chảy vậy, em thấy tội nghiệp. Không phải tật xấu đâu trời, nó tật tốt hay xấu gì. Thì nhiều khi thể hiện ra trước mặt người, người ta thấy người ta cười á. Không sao đâu. Thôi mời nhà gái. Mời chị. Chị nói về ưu điểm và khuyết điểm của mình ạ. Ưu điểm của mình thì thương người, dạ. Vui vẻ, hòa đồng. Còn khuyết điểm của mình thì cũng đôi khi áp lực công việc cũng có hơi chút xíu nóng tính. Dạ. Lúc nãy em cũng chưa nghe chị nói về công việc của mình, chị chỉ nói là nghề tự do thôi thì em... Thực ra là công việc của mình là mình đang kinh doanh bên bất động sản. Dạ, kinh doanh bất động sản. Chị nghe về cái hoàn cảnh của anh trai bên kia, rồi công việc của anh trai bên kia, chị có nhận xét gì không? Có suy nghĩ gì không? Thực ra là ở tầm tuổi mình thì mình cũng chỉ mong muốn là có một người đàn ông ở bên cạnh thương yêu mình, tử tế, đạo đức, biết đối nội đối ngoại, biết đối nhân xử thế. Và cái quan trọng nhất là trân trọng tình cảm. Dạ. Thật ra thì anh bên đó là em nghe câu chuyện thì em thấy ảnh là một người rất là giàu tình cảm, rất là kiên nhẫn. Em nghĩ là những cái mà chị mong muốn là anh sẽ đáp ứng được. Chị bao nhiêu mối tình rồi? Thực ra để mà nói mình ấy qua một đời chồng, nhưng dạ. Để mà nói là đến bây giờ đấy, nói là tầm tuổi mình chưa được yêu và chưa biết yêu thì nó cũng hơi kỳ một chút, nhưng mà đúng là như vậy. Hả, là sao chị? Tại vì là người chồng của mình là chơi với anh trai mình. Dạ. Xuống nhà mình chơi từ năm mình chỉ 7-8 tuổi thôi. Thế đến năm mình 17-18 tuổi thì
nó chỉ có một chút gọi như là kiểu như là quý nhau cảm tình thôi. Thế lấy nhau về được hơn một năm, khi con mình được 3 tháng thì anh có người khác. Dạ. Sau khoảng độ 30 năm thì mình có quen một người nữa, lúc đấy thì con mình đã có gia đình trưởng thành rồi. Dạ. Quen một người nữa đấy, nhưng mà người ta cũng không chung tình, thế là thôi. Dạ. Trời thương quá, cô gái bên đây có một người chồng rồi cũng không không chung thủy với cổ nên là hai người cũng ly dị, rồi sau 30 năm cổ mới quen thêm một người nữa, người đàn ông đó cũng lại một lần nữa phản bội nên là cổ chịu rất là nhiều tổn thương. Em xin chia sẻ cái vấn đề này với chị nha. Chị cảm ơn. Dạ, để bây giờ em qua em nghía anh trai bên kia coi như thế nào rồi về em báo cáo với chị. Dạ em chào anh. À, đầu tiên là em xin phép được thể hiện cái sự ngưỡng mộ của em dành cho cái công việc của anh. Dạ cảm ơn Lan. Dạ cảm ơn anh vì đã có cái sự chăm sóc suốt 20 mấy năm cho tất cả những bệnh nhân, những người mà cần cái sự chăm sóc, cần một người như anh. Cảm ơn dạ, anh nhiều lắm. Dạ. Anh ơi, mình bao nhiêu mối tình rồi? Dạ nói sự thật thì năm nay 47 tuổi, nhưng mà cái năm vừa rồi nuôi bệnh ở ngoài Quảng Ngãi á, nuôi một năm mấy, nhưng mà có quen một cái người phụ nữ đó, nhưng mà quen rồi tới chừng nuôi cái ông đó, ông 86 tuổi, ông mất rồi mình mới trở về Sài Gòn thì hai người đã thống nhất là chia xa mặt cách lòng á, rồi sống thống nhất chia tay. Nhưng mà quen người nữ đó chưa đụng tới được cái tay luôn. Sao kỳ vậy? Trong... sao vậy? Tại vì quen nhưng mà ở nhà bệnh nhân á, rồi chỉ quen qua quen lại nói chuyện thì ra rồi trước quán uống cà phê rồi về mạnh nay nấy ngủ rồi chứ chưa có đụng được cái tay cái gì chứ. Có nói yêu đương gì chưa? Có hứa hẹn rồi à. nhưng mà rồi cái sau rồi xui quá cái ông bệnh nhân ông nặng quá cái ông mất rồi bắt đầu em mới trở về Sài Gòn thì xa mặt cách lòng của hai đứa, giờ điện qua điện lại hai đứa thống nhất thì chia tay luôn. Trời ơi, giá gì lúc đó nắm tay là được rồi. Nắm không cho phải ông đó, ông sống lại là theo có nắm tay được. Ôi nhưng mối tình sao mà nó quan nghiệt như vậy, người đã mất tình cũng đi theo luôn. Thôi ấy đó số phận rồi hả? Dạ. Vậy là gần như chưa có nắm tay người phụ nữ nào hết. Chưa luôn. Trời hả? Ơi, dạ, trời. Chưa. Chị có nắm tay bệnh nhân thôi. Dạ nắm tay bệnh nhân thì có nhiều lắm. Bệnh nhân thì phải nắm rồi. Dạ. Thật ra anh chăm sóc bệnh nhân mà những người lớn tuổi, 80 mấy tuổi, 90 mấy tuổi, anh này rất là tuyệt vời luôn. Thật sự luôn. Thật ra là Ngọc Lan nói đúng, ngưỡng mộ đó. Hả? Không biết tại sao anh làm được điều đó thôi chứ. Nói thật chứ, xin lỗi không chứ. Ai làm được đâu. Cha mẹ mình mà bệnh á, mình chưa chắc mình chăm sóc được á. Huống hồ chi là một người lạ. À, nhiều khi chăm sóc cho bệnh nhân nhiều người xưng khu lỡ gì nè. Nói chung là trong cái nghề nuôi bệnh này sống á, một là phải có cái tâm, không có tâm nuôi không được, phải kiên trì kiên nhẫn lắm làm mới được. Nói chung em cũng quen rồi. Em rất là ngưỡng mộ. Nghe thôi là bái phục rồi. Anh ơi, bây giờ mình chưa có mối tình dắt dai, coi như là chưa mối tình dắt dai đó. Cái kia là chỉ nói chuyện thôi chứ có yêu đương gì đâu. Dạ. Vậy bây giờ là cái mong muốn là anh có cái người bạn gái như thế nào? Thì nói chung là đầu tiên em cũng muốn là có người bạn gái, thì nói chung là một á, thì cũng hiền nhưng mà cũng phải năng động tí. Cái thứ hai nữa thì phải biết chia sẻ gia đình. Rồi còn ngoài ra không, còn nhiều là kinh tế hoặc là làm gì kia làm là em lo hết. Trời ơi. Làm đó lương nhiều không? Dạ nói chung là tùy theo bệnh chị. Dạ. Nhiều khi bệnh nặng nhẹ, một ngày nhiều khi 500 có, 600 có, 700 có, 800 có, tùy theo cái nặng cái nhẹ vậy đó. Thật sự ra với công việc này á, tiền lương á nó không bao giờ nó không bao giờ nó đủ với lại cái công sức và cái tâm của người ta bỏ ra hết. Đúng rồi, thôi được rồi, miễn có người bên cạnh là được rồi ha. Dạ. Em nuôi con vít nữa anh Linh. Hả? Nuôi con vít á. Dạ hả? Con nuôi con vít ở trong An Bình á. Em lọc mình em nuôi 2 ca luôn. Nuôi lâu chưa? Em nuôi năm rồi, là năm năm rồi, tháng 9 năm rồi. Mỗi mình em nuôi 2 ca luôn á. 2 ca luôn. Dạ. Trời ơi. Lúc đó em chích thuốc 2 mũi rồi, với lại em có bị dương tính rồi đó. Em có giấy em vô em nuôi được. Thấy thương quá à. Trời ơi. Ông nói câu chuyện ông dương tính mà ông tự hào lắm. Ông vui lắm. Bởi vì ông dương tính rồi nên ông mới được đi nuôi người ta. Tôi chưa dương tính là tôi ám ảnh lắm.
Tôi không muốn nói chuyện dương tính ở đây. Anh ngồi lên, lên đây. Anh ngồi lẫn. Cái gì? Năm rồi lận. Năm rồi lận trong mấy năm nay. À vậy hả? Thôi đừng nói chuyện dương tính nữa. Mình nói chuyện khác đi. Chào MC Quỳnh Ninh. Dạ, chào chị. Ngưỡng mộ lâu quá rồi, hôm nay mới được gặp. Thật ra là cái hoàn cảnh của anh bên đó rất là lạ. Từ xưa giờ đến mới nghe lần đầu tiên luôn á. Rất là thương và cũng rất là trân trọng những cái gì mà anh đã làm cho xã hội này. Cuộc sống này có nhiều người như vậy càng tốt hơn nữa ha. Rồi mình trải qua những cái sóng gió như thế, thật ra tổn thương nó cũng nặng lắm. Bây giờ tổn thương cho nó hết đi ha, nó trôi qua đi. Đón nhận nếu thật ra nếu mà hai anh chị mà gặp nhau hợp nhau á, Linh nghĩ rằng tuyệt vời đó. Nếu mà có một người chồng thế này, có thể là anh cũng sẽ về để chăm lo cho gia đình, rồi có thể cùng mình nắm tay đi suốt cuộc đời này được đó. Người này chắc chung thủy lắm á, ông chưa nắm ai được, giờ ông nắm chắc chặt luôn, ông buông luôn á. Ông không có thời gian đâu đi ngoại tình. Tôi nói thiệt, ở bệnh viện mà quen được con cô cả năm mấy mà không dám nắm tay là biết ông hiền cỡ nào rồi đó. Thôi bây giờ mình muốn một người mẫu lý tưởng thế nào? Thực ra vậy, nghe câu chuyện của anh ấy thì mình cũng rất là cảm động, cũng rất là khâm phục một người đàn ông như vậy. Nhưng bây giờ mình đang nghĩ là nếu như mà mình mà có tiến tới với anh ấy xa hơn một chút nữa thì mình thấy là anh sẽ bị thiệt thòi. Thiệt thòi cái là thứ nhất là anh ấy nói là anh trêu vợ, thứ hai là anh lại còn kém tuổi mình, thứ ba nữa là nếu như anh ấy chưa có vợ thì tất nhiên là anh ấy sẽ phải tìm những người mà người ta phải sinh con được cho anh ấy. Thì thực ra để mà nói là với tầm tuổi như mình thì năm mươi mấy còn sinh được, không có lo. Nhưng mà vấn đề là chị có vẻ như chị không muốn hả chị hả? Hay sao? Không phải là chị không muốn, nhưng mà chị sợ anh ấy bị thiệt. Không, thiệt. Không sao đâu. Nếu như mà anh ấy cảm thấy là những cái ngại chứng ngại vật đấy anh ấy vượt qua được thì tôi nghĩ con người này chỉ cần một cái tình yêu thương thôi, anh cũng chỉ mong cầu. Còn bây giờ nếu như anh bảo là anh muốn lấy vợ, anh phải có 1, 2, 3, 4, 5 đứa con thì thực ra là chị không thể đáp ứng được. Yeah. Nói thật với Ngọc Lan là như vậy. Sức khỏe anh cũng cho phép nhiều vậy đâu. Yeah. Đừng có lo ha. Thôi cái chuyện đó anh cứ mở rào hỏi hay hỏi luôn. Ví dụ nè, ví dụ như giờ á là chỉ hai người đến với nhau không có sinh được đứa con mà anh buồn không? Dạ điều đó thì ông trời nếu mà cho thì mình nuôi, không cho thì thôi chắc cũng không buồn đâu anh Linh. Thôi hai mình dạ, cái phụ hỷ nhau cuộc đời được rồi ha. Dạ. Nhưng mà Linh theo định được biết thì có khoa học đã tiến bộ rồi, 50 mà mình có con cũng được. Dạ. Quan trọng là đây có người chăm sóc rồi. Dạ. Biết chăm sóc, biết cách chăm sóc rồi. Dạ. Cũng không lo nha. Dạ. Không có cũng không sao đúng không? Dạ. Đó, không, anh không có sợ lo gì đâu. Ha. Rồi. Giờ mình hỏi người thân đi. Vậy đi. Dạ, anh đi với ai? À, nay đi với sếp ạ. Sếp ngồi à. Ủa sao bữa nay sếp ngồi đây ở nhà trai ngồi ở đây vậy? Chắc hết ghế rồi. Dạ. Rồi, sao sếp? Ủa, bên đây hả? Ủa sao? Ủa. Nhìn qua lộn người khác rồi. Tại bóng đèn chói vô. Chị để cái micro phía trong giùm Linh. Dạ. Em xin chào MC Quyền Linh. Chào em gái song sinh của chị. Dạ. Chị là Lan, em là Ngọc Lan. Dạ. Hai song Lan. Dạ. Em chào chị. Em là đại diện bên đàn trai thì em thấy chị về tuổi tác của chị và anh em thì nói chung cũng không chênh lệch nhiều. Quan trọng là vấn đề đây là chúng ta thương yêu nhau, lo lắng cho nhau nếu mà hợp với nhau đến. Còn cái vấn đề con cái thì theo em nhìn nhận là cũng không cần thiết gì mấy, có thì cũng được, không có có còn tốt, không có cũng được. Quan trọng là về già mình hữu hỷ, mình lo lắng cho nhau là tốt là chị. Còn vấn đề em thấy chị thì cỡ này với anh cũng ok lắm. Nếu mà mở rào anh chị cảm thấy hợp thì mình bấm chuông để tìm hiểu, để về nương tựa nhau đến tuổi già. Dạ. Đúng rồi. Dạ. Cảm ơn chị. Anh đi với ai vậy mày? Em đi mấy này mấy anh chị em. Cái là gì của mình? Thế là em. Em hả? Vâng. Rồi. Dạ em chào người nhà gái ạ. À. Mình cầm video giùm mà. Mình khỏi đeo đó luôn đi được không? Đài nó cho. Mình đeo vô. Mình đeo vô ạ. Vì đài nó vẫn còn cái Covid gì đó. Chào chú Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan ạ. Dạ. Thật sự hôm nay là cháu rất vui khi có cơ hội được ở đây và được tham gia chương trình với chị của cháu là chị Tuyết. Và hôm nay thì cháu cũng rất là vui khi được gặp chú. Đối với cháu thực sự mà nói đó chính là chú giống như một người hùng. Trời ơi, và chú. Cháu thấy rằng chị của cháu cũng giống như là một nhà đầu tư.
thì em tin rằng chị, nếu như chị đầu tư thì chị chỉ có lãi chứ không bao giờ lỗ. Vậy nên là thực sự là đối với một người hùng như chú thì em nghĩ rằng là chị hãy mở rộng trái tim mình và dũng cảm lên tìm hiểu. Mọi thứ khác biệt đều có thể dung hòa. Em chúc chị hạnh phúc. Vâng ạ, cảm ơn mọi người. Hay quá vậy em gái. Hay quá. Rồi, bây giờ mình mở rào thôi cho hai bên gặp mặt. Mình cũng nôn nao lắm rồi. Đúng rồi, mở rào. Chị Tuyết nhưng mà lại nghĩ là chú. Không sao. Bắt đầu đi anh trai. Chào em. Mình có món quà tặng em. Vâng. Em cảm ơn. Được. Đứng đó, đứng đó, đứng đó. Còn quà của chị gửi quà cho anh. Hồi hộp mà khi nhìn thấy anh hồi hộp quá cho nên là em quên mất em tặng anh. Cảm ơn em. Hồi hộp tới nước rớt luôn. Mở 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 ra coi gì đó. Rồi bứt dây luôn rồi. Mở cái hồi nắp thôi quá. Mà. Anh ơi. Mở cái nắp bứt dây. Em mở giúp anh. Rồi hên quá. Không có nít. Cảm ơn em. Hên quá. Anh em, em muốn nói với anh thêm một chút về hôm nay em tặng anh cái thắt lưng. Ừ. Thứ nhất là trên thắt lưng này có tên của em. Thứ hai là em còn muốn cột chặt. Cột chặt cổ đài của anh không? Em thắt lại, nó cứng ngắc luôn. Trời ơi. Chắc chưa ai tặng quà lần nào. Chưa, nói giờ chưa. Hộp nó mở lên vậy, anh bứt luôn sợi dây. Thấy không? Hồi đó thì chưa ai tặng quà cho anh lần nào đúng không? Dạ, chưa anh lần không? Đây là món quà đầu tiên, cũng là món quà rồi nhớ mãi luôn ha. Dạ. Nó trời hên quá, trời nịch. Rồi, bây giờ hai anh chị cùng đối diện với nhau nói chuyện đi nào. Em ở Phú Quốc á, em làm công việc gì ở ngoài ạ? Em nấu cơm. À. Cho các anh chị em nhà em ở đây ạ. À, như nấu cơm cho công nhân á. Cho gia đình. Cho gia đình nhà em. À, thực ra hình như là vừa nãy em ở bên này em nói, nhưng mà em có nói nhưng bên này là anh không có nghe, hình như là không nghe. Không nghe, hoặc là anh không muốn nghe, hoặc là anh không để ý. Không em có, đừng nói vậy. Không nghe đâu. Không nghe. Nói nhỏ quá không nghe thôi. Nãy giờ em bị nói nhỏ đó. Chị làm bất động sản thôi nè. Dạ. Em làm về bên bất động sản anh. À, Phú Quốc giờ đất đang lên lắm. Rồi ở Phú Quốc em có thường lên Sài Gòn? Em cũng có. Ừ. Các em ở trên Sài Gòn này cho nên là em cũng qua lại đây ạ. Thì nói chung là 47 năm thì anh cũng cũng như là có tham gia để hẹn hò đó, thì anh cũng mới biết được người bạn gái, nhưng mà không biết có duyên hay không. Nhưng mà vâng, thật sự lần đầu tiên mới biết em thì thấy em khó cảm tình. Thấy à? Khó cảm tình ạ? À? Có. Anh thấy khó cảm tình. Tại anh run quá, anh nói cái thành khó. Đúng. Tại hồi đó giờ cũng chưa có bao giờ mà thường nói yêu quá cho nên giờ không nói yêu, biết yêu, nói yêu, gì mấy. Thế thì bây giờ anh sẽ phải nói yêu đi để cho nó quen. Rồi em lên Sài Gòn đây, ví dụ như em ở dưới Phú Quốc á. Vâng. Rồi một tuần em lên Sài Gòn một lần, hay là em lên đây có gia đình không? Em thi thoảng thôi ạ. Em có việc ở trên đây em mới lên ạ. À. Vâng. Thì có người thân ở Sài Gòn rồi ha? Dạ. À, đó là làm sao? Người đó làm sao với? Là em của em ạ. À, em. Vâng. À, nãy nghe nói em giới thiệu là em có một đời chồng đúng không? Dạ. Thì có cháu không? Em có một cháu ạ. À. Em có một cháu trai. Năm nay con em cháu cũng 35 tuổi rồi ạ. 35? Vâng. Ủa cháu... em 50 sao có con 35? Vâng, em lấy sớm mà. À. Trời ơi, bởi giờ em mới 15 mà anh nay 47 vậy chưa? Anh bây giờ anh đang chất vấn em hay anh đang truy cứu em? Không. Có chừng hồi truy cứu đó. Nói hơi em, lộ, em có một cháu đó. Nhưng à, mà con em thì cháu đã có gia đình riêng rồi và cháu cũng đã tự lập được rồi. À. Kể cả là ở ngoài Bắc thì
em chỉ ở gần các cháu thôi chứ em không ở chung. Ở ngoài Bắc thì em cũng đã ở riêng rồi. Rồi chẳng hạn mình quen nhau, dạ, rồi mình hẹn hò, chắc nếu mà em ở Sài Gòn này thì chắc cũng gặp anh Thường nhiều khi em về Phú Quốc á. Vâng. Chắc có thể một tuần hoặc là 10 ngày vậy anh đến thăm em lần chắc được á. Anh có ra Phú Quốc không? Có. Nếu em ở Phú Quốc anh có bay ra Phú Quốc không? Phú Quốc thì anh chưa có ra tới nhưng mà anh có nuôi 3-4 ca ở Gạch Giá. Đi tàu qua, đi tàu. Có gì đâu, thì có sếp đây nhận vài ca Phú Quốc ở ngoài luôn, có gì đâu. Đơn giản thôi mà. Ở Phú Quốc cũng có những nhu cầu người ta chăm sóc bệnh nhân. Đó, thì đây sếp ở đây liên hệ rồi, không mấy tôi liên hệ cho. Xin với ý kiến với anh Quyền Ninh này. Em cũng đang là bệnh nhân, em cũng đang rất muốn có người chăm sóc. Đó, trời ơi. Okay. Vô luôn. Vô luôn. Mà nếu như đã chăm sóc em thì là em sẽ phải thuê dài hạn. Ok. Quá hay luôn. Anh thấy thế nào? Bệnh nhân này cả cuộc đời được không? Dạ, dư ạ. Được ạ. Có tính tiền bạc gì không? Dạ chắc em từ thiện luôn quá. Nếu như anh có lấy tiền công thì anh sẽ lấy một số tiền mà em có khả năng trả được. Còn nếu lấy nhiều quá thì em không đủ khả năng. Ta từ thiện luôn cả cuộc đời luôn rồi. Ừ. Sếp chuẩn bị mất nhân viên rồi đó. Coi như thất thu rồi đó nha. Anh, em muốn hỏi anh một chút là ở trên Sài Gòn này anh đã có nhà chưa? Nói chung là anh á, năm anh 12 tuổi anh đi làm anh nuôi mấy đứa em. Vâng. Rồi thì thật sự là bây giờ anh nuôi lớn lên anh bằng cách nay khoảng chừng 10 năm á, về trước á. Vâng. Là trong cái bóp của anh chưa được 3 dĩa cơm. Anh mặn như là anh gửi về nhà hết. Vâng. Gửi về cho gia đình mua gạo thóc cho mấy đứa em rồi tập sách vở cho mấy đứa em ăn học. Rồi cha thì bệnh tim rất là nặng. Tại sao rồi cha mất cách nay 7 năm. Vâng. Thì các bầy em của anh nó lớn lên hết rồi. Nó có cơ sở, cơ ngơi cũng nhỏ nhỏ, nó có đủ sống hết. Vâng. Rồi mẹ của anh thì nó dành nó nuôi luôn. Nó, anh gửi tiền nó, anh ba ơi, anh cứ để dành đó thì mai mốt của vợ. Thì 7 năm nay, 8 vâng. năm mà. Vâng. Thì anh cũng có dư được mới. Cho nên anh quyết định anh đi tìm một người. Được bao nhiêu rồi anh? Thì nói thật rồi anh, nói thiệt anh còn dư gần 500. Nói thật. Đầu tư không chị? Em đủ mua miếng đất anh ở ơi, Phú Quốc. Em đang muốn như này. Hai người hùng mua miếng. Em đang muốn một căn nhà ở trên đây. Có thể là anh em mình góp vốn mua chung có được không? Được, được cái gì đâu em. Vâng. Nhưng nếu mà phải góp vốn thì anh thì anh có nhiều đó. Có nhiều đó. Em dám mua đủ thì nếu mà như thế mua ở đây thì này, góp mỗi người 500, còn lại ngân hàng trả. Tôi mua cho một miếng ở vùng ven. Không, muốn thì ở trong đủ thành phố chứ, ở trong thành phố này chứ vùng góp mà ăn. Nếu mà ít quá mua thành phố không nổi đâu, còn không ra Phú Quốc đầu tư một miếng cũng còn rẻ. Nói chung là anh còn cái là nhà ở dưới á, nhà cũng 200 mấy mét mà ở dưới quê á nghe. Bán được không? Bán được nhưng mà bán là mai mốt rồi già không biết nằm ở đâu. Tính xa quá. Tính xa quá. Anh ơi, bây giờ em đề nghị với anh như thế này. Nếu như mà anh em mình xác định về chung một nhà, công việc của anh ở trên Sài Gòn này thì nhất định sẽ phải là mua một cái nhà ở trên đây. Thì anh nói anh có nhiều đó không biết đủ. Dạ, chưa nói hết. Nhà ở Sài Gòn anh để đó anh lo, chuyện nhà cửa em lo. Vậy thì quá tốt. Không, đúng ra thuyền theo lái gái, gái theo chồng đúng không? Đấy là câu tục ngữ của rồi. Mình nhưng mà đây em đang muốn là cũng có thể là em phụ thêm anh thôi. Thì cũng có thể là bằng cách nào đấy anh ấy chăm lo cho các em anh rồi, thì bây giờ các em anh ấy có thể là cũng giúp đỡ anh ấy một chút nào đấy chẳng hạn. Em thì em không đòi hỏi nhiều, mà em chỉ cần một cái nhà để cho hai người ở về anh tiện làm việc ở trên này. Thì nếu như mà em thích thì anh nói ở nhà ở Sài Gòn thì nó rất một căn nhà chắc nó tiền dữ trận lắm. Thế tưởng quá. Mua cho thì anh có dốt anh có nhiều đó. Và nói chung là dưới quê anh được thành phố Hồ Chí Minh 500 triệu, hùng thêm đây nữa mua được cái nhà. Nhưng mà ở rất nhiều quận còn đang, ví dụ nhiều quận củ giống như Hóc Môn nè, Củ Chi nè, nhà bè nè, cần Giuộc nè. Em muốn là quận 1. Quận 1 á hả? Vâng. Khó
khó. Quận 1 với ảnh thì hơi khó đó tôi chị. Tôi còn chưa mua dạ. được. Dạ, quận 1 dạ, em với chú Linh cũng chưa không mua, không dám mơ mua nhà quận nhất. Có chị có tiền chị mua thôi. Không, chứ. Đây dạ. là em đang mơ. Mơ thì ai cũng có quyền mơ, tôi mơ còn chưa được. Tôi còn chưa mua cái nhà quận 1 được nữa. Tụi em còn phải đi về Vũng Gian, về quận 7 ở. Tôi còn mua quận 19, 20 không á. Thế thì là thế này là anh Linh là đã hứa là có 500 thêm 500 nữa là sẽ tìm mua đất vùng ven được cho anh này được. Được. Vùng ven mua được. Rồi. Củ Chi là ngon. Mỗi người hùng 500 đi. Tôi kiếm miếng vùng ven cho. Cảm ơn Linh nha. Xin lỗi chứ chùm bất động sản. Trời ơi. Đại gia đất. Không có đất ở đâu mà không có hết đó. Tôi có khoảng mười mấy miếng đất. Mỗi miếng 100 mét ở Cà Mau 100 mét nè. Tiền Giang 100 mét, Long An 100 mét. Đất ruộng không, cò bay chút xíu là tới đó. Chưa có đất đâu. Quan trọng là mình có đất là được rồi, ở đâu không cần biết. Dạ, đúng không? Dạ đúng rồi. Ừ. Anh ấy nói thế thôi, anh có dám theo em về ngoài Bắc ở không? Nói chung là cái cách 7-8 năm về trước anh nuôi ở Hà Giang là 1 năm mấy. Về Hải Phòng á anh nuôi là 2k, 3k. Em không năm. Nói đến 2-3k. Nhưng bây giờ anh có về đấy ở được với em không? Người ta ở thuyền theo nái cái theo chồng. Nhưng bây giờ được, đó là anh nói chung là chỗ nào là chim lành đất đậu à. Vậy đi, đất đai tính sao? Không mà về đấy không phải mua nhà. Về Bến Tre cũng đấy, về Cái Bè cũng đâu có mua nhà đâu. Cái Bè là đang phát triển dữ dội luôn á. Cái Bè là một trong nơi du lịch có chợ nổi nè. Cái Bè vừa có Cái Bè vừa có cái nhà nữa. Cũng rất là sướng luôn ha. Em mà đó giờ có thường đi xuống Cá Bè với miền Tây chơi không? Em có, Tết vừa rồi đây em ăn Tết ở miền Tây. Rồi, bữa nào dẫn về quê đi. Rồi, khi nào mà có dịp á, xa lắm. Anh sẽ dắt anh về đi chơi ở chợ nổi vui lắm. Vậy đi. Còn nếu 500 triệu tôi hùng vô chứng khoán được. Rồi, đứng đây hai người đứng đây nào. Đó. Anh ơi, anh chưa nắm tay ai bao giờ, hôm nay anh nắm tay em xem. Anh nắm như thế nào? Nắm như thế nào đó? Nắm như thế nào? Cái đó là nắm tay bệnh nhân đó, đang chuẩn bị là dìu vô giường bệnh. Còn đây, dạ, đó. Tôi thương ông anh tôi ghê luôn vậy đó trời. Anh thấy thế nào? Thì em thấy làm như nó có sản phái thì sao? Sản có sản phái. Nghiệp không? Chị ơi, còn Jin đó. Còn Jin à? Còn Jin đó. Jin thật đấy. Jin, còn Jin đó, chị, cho nên là chị. Thiệt á. Chị từ từ thôi. Đồng nghiệp á. Đồng nghiệp nói đó. Cái chuyện anh ế là nổi tiếng luôn. Em ế nguyên thủy luôn. Thôi, bây giờ thật ra thế này nè. Anh nhưng mà anh còn nguyên thủy. Nãy giờ anh đúng á, thật ra này nè. Bây giờ mình nãy giờ mình có thể đùa vui ha, mình có thể giỡn, nhưng mà bây giờ thế này. Mình lắng động lại chút xíu đi. Mình lắng lòng chút xíu, mình kiểm tra đi. Chúng ta không thể gọi là bấm nút vì bất kỳ điều gì hết. Nếu mình quyết định bấm nút là mình bấm liền luôn. Còn không quyết định, mình không cần bấm. Linh biết chắc rằng sau câu chuyện ngày hôm nay rất là nhiều người sẽ tìm địa chỉ của anh. Và rất nhiều người cũng sẽ tìm địa chỉ của chị. Bởi vì hai con người này cũng rất là hay nha. Rất là vui vẻ, năng động ha. Một người cũng dễ thương. Một người này thì khỏi phải nói rồi. Cái ngành nghề của anh thì ai cũng trân trọng hết trơn á. Mình lớn rồi mình đủ quyết định, đưa ra quyết định đúng lúc ha. Mà đưa ra quyết định là phải chính xác nha. Mình phải có trách nhiệm với nó chứ không phải bấm vì bất kỳ điều gì cả. Đúng rồi. Rồi, khi mà Linh nghĩ rằng nếu mà hai anh chị đến với nhau rồi, tình yêu đủ lớn thì chuyện gì cũng có thể làm được hết. Yeah. Bởi vì sóng gió ta đã vượt qua hết rồi. Cái tuổi này chúng ta phải đưa ra quyết định đúng đắn. Có thể là mình phải hy sinh cái công việc của mình, hy sinh cái nơi ở của mình. Thí dụ như là mình theo một người nào đó, hy sinh công việc của mình là mình nghỉ công việc để mình theo. Hoặc là có thể vẫn làm mà chăm sóc bệnh nhân dài hạn chẳng hạn. Chăm sóc bệnh nhân cả cuộc đời. Mà cũng không khó. Thật ra công việc của anh này không có khó đi đâu cả. Có thể về Hà Nội, sếp của anh có thể nhận một bệnh nhân ở Hà Nội 1 năm, 2 năm, 3 năm là chuyện bình thường. Rồi khi chúng ta tìm hiểu yêu nhau, ta ở nhau trọn đời luôn. Anh hả? Dạ. Đúng không? Rồi. Em thấy anh những tóc anh nó sao sao nha. Hả? Dạ. Thấy cái tóc thật trân à. Ừ. Hồi lên nha. Hả? Hồi. Không, bây giờ Linh nói là mình cứ nói thật với nhau hết đi. Hả? Mình bấm nút xong là mình cứ nói thật với nhau hết tất cả những cái gì mình có sao mình nói vậy. Nha. Bây giờ anh và chị để tay vào nút bấm đi. Mình bấm nút xong rồi mình giải quyết.
Bấm nút. Có bấm hay không là do anh chị nha. À, chúng tôi không khuyến khích bấm để làm vui lòng mọi người đâu. Bấm nút xong rồi bấm nút xong là chúng ta đã tạo cơ hội để làm quen với nhau. Rồi. Quay nút quay nó mất tiêu rồi. Đó. Quay nút. Bây giờ quyết định là của chị nha. Mình đã từng bị tổn thương rồi, mình muốn vá lành những vết thương trong trái tim của mình thì mình quyết định cho đúng đắn. Anh ơi, nhưng em muốn hỏi anh thêm một chút nữa là hỏi đi em. Thế nếu như mà mình có thể đến với nhau thì theo như anh là khoảng bao nhiêu thời gian nữa thì mình có thể là về ở đồng với nhau? Thì nếu đó là mình tính ví dụ trong một thời gian ngắn thôi, rồi có thể mình tìm hiểu trong một thời gian ngắn, tại mình lớn tuổi rồi không có thể để dài được. Thực ra là nếu ngắn thì em cũng lại chưa được, tại vì em còn công việc ở ngoài Bắc rồi ở trong này nữa. Nếu như mà thế thì tùy được, tùy ý em thôi. Tùy anh cũng chiều em luôn. Dạ. Anh đã bấm rồi đó. Đã bấm ngay từ giây phút đầu tiên luôn. Không, nhưng mà nếu thế thì anh có chờ em được khoảng 2 năm nữa để em thu xếp mọi việc không? Cũng, tại vì cũng... ở ngoài kia còn gia đình, còn con cái, còn còn công việc em ngoài đấy. Được. Cũng được. Thì anh nên lo làm 2 năm nữa thì cũng được thôi. 2 năm nữa lên 700. Thế thôi anh em mình cứ cho nhau cơ hội. Còn đâu là tùy duyên, được đến đâu thì được.